Mày đâu vậy? Tao thấy biết rồi. Mày rồi, một thi nữa. Úi, đâu. Đằng sau vẫn có người à? Mày đây. Ok, một thi nữa đã hạng hùng rồi. Quá là đơn giản luôn, thi cuối cùng chúng ta đâu rồi. Cuối cùng trong trận đấu này, ông này đang đúc đầu đây rồi. Vậy là chúng ta đã thấy được vị trí thi cuối cùng rồi. Mày chạy đâu? Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Và mình xin chúc cho các bạn khi mà xem video của mình ấy sẽ có một ngày mới thiệt là vui vẻ nhé mọi người. Ok, và trong cái chế độ thử chiến lần này ấy thì mình sẽ làm một cái trò chơi khá là khó luôn, nhưng mà nó lại cực kỳ là thú vị anh em nhá. Đấy, em biết đấy sẽ là gì không? Đấy là mình sẽ sử dụng cái khẩu súng lục UMP này để có thể là chơi được one shot. Đấy, em thấy ghê không? Ghê quá chứ còn gì nữa. Nói chung là về cái kỹ năng one shot, nói thật ấy là khả năng bắn của mình là khá là gà, không bằng ai. Còn nếu mà mọi người xét về cái độ ngu ấy, nói thẳng với mọi người luôn là không có ai bằng mình luôn mọi người nhá. Vãi cả lồn. Đấy, nói chung là được mỗi cái gáy là căng thôi em nhá. Đấy, thì bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng cái khẩu súng lục UMP này và bắn one shot để xem là cái sức mạnh của nó có khỏe không, và liệu rằng cái khẩu súng lục này của nó có phù hợp để chúng ta gọi là bắn one shot hay không em ạ. Mày bởi mình ra đây, làm ra đây, mày ra đây, ui bắn toàn tách thôi em ạ. Thôi không sao, các cụ có câu là có công phải sắt có ngày lên kim mà, đúng không? Mày ra đây, à thằng này nó có khóa ngộ không rồi. Thế bây giờ chúng ta phải bắn liên tiếp rồi nhá, không chơi kiểu one shot được. Mày ra đây, mày ra đây nào. Mày ra đây nào em ơi. À ok rồi nhá, được rồi, ra đây. Đó, bắn mày ở bụi, mày đây. Đó. À thôi khỏi đi, dẹp phùi vãi cả trưởng luôn. Đang định đấm tay thằng này, chết bố luôn đấy anh em ạ. Thôi dẹp bố luôn, nó sót đi. Quăn và chả sót. Là ba cái khẩu lục kẻ này chơi thế méo được con sót em ạ. Ôi cứ vác thẳng mà với mà chơi em ạ. Cho nó gọn nhanh gọn lẹ, dễ dàng chiến thắng. Còn leo lên huyền thoại cho nó nhanh nữa anh em, đúng không? Ok, và bây giờ ta sẽ mua cho mình những cái quả như kiểu là bom keo, lựu đạn này đây, trang bị không thể làm mà thiếu rồi. Và mình nghĩ là mình sẽ để cho cái team của mình nó dâng lên trước, và mình sẽ ở bọc lót hậu phương ở phía đằng sau mọi người nhá. Vẫn theo cái lối chơi như cũ thôi, chứ chỉ có những cái thằng nào gọi là thằng nào đã chơi mới chơi ấy, hoặc là chơi ngu người ấy, thì lúc đấy là mới chơi theo kiểu đấy là cờ bí tí tốt thôi. Nghĩa là cứ làm cái con tốt thí mạng thôi thì không bao giờ là khá được lên anh em ạ. Đấy, bây giờ các bạn phải chạy lên trước, các bạn gọi là núp ở một cái vị trí nó thật là an toàn. Đấy, các bạn cảm thấy nó thật là an toàn thì lúc đấy chúng ta mới có thể là có được cái cơ hội phản công được, anh em hiểu không? Ơ bò lạc này, có một thằng AFK này, chắc là thắng 2 trận rồi nên bây giờ không cần thắng nữa đúng không? Ui giời ơi, thì ra ông có lòng thành như vậy, ông đã có ý thì tôi cũng có lòng như ông nhá. Ok, mạng hùng đầu tiên luôn. Và như mọi người thấy là hiện tại là team của mình chỉ còn duy nhất hai thiên nhân cuối, đấy là mình với cả một ông nữa thôi. Một ông còn lại thì đang bị nốc rồi em ạ. Đội bạn thì vẫn còn y xỉ nguyên ba thằng luôn, căng với cả đá luôn đấy. Bây giờ không biết là có gỡ được hay không này. Càng nhá. À, thằng này mày điểm gì? Mày điểm gì em ơi? Ui khóa không, khóa ngộ không với chúng tôi này, vớ phà vớ vẩn. Này thì ngộ bây giờ không nè. Ai mẹ nhà mày. Lại ra đây điểm gì? Ê, đâu. Đằng sau phải cả đái ra luôn. Ba thanh niên cũng dâng lên cùng một lúc này, ai mà chơi được? Đồng đội của tôi đi đâu rồi? Thế quá là lại nó mất tiêu rồi, còn đúng mỗi mặt mình. Phải cả trưởng luôn. Kìa, ông số 3 kìa, vẫn đang gọi là ở rú trong nhà luôn. Tôi đến méo hiểu ông này nghĩ kiểu gì nữa. Được cái là bây giờ tôi đã gạt giò được hai thi đen rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần là chứng kiến cái cảnh solo 1v1 giữa người đồng đội mình với cả ở phía team địch thôi anh em ạ. Khá là căng, không biết là ai sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu này đây. Nào, bắn nó đi bạn ơi, nó ngồi kìa. Ui dồi ôi, ông chơi thế này có mà chết tôi à. Nói chung là chả ti được bố con thằng nào cả anh em ạ. Bây giờ đội bạn dẫn trước 3 trận rồi. Thôi giờ dẹp ngay cái trò one shot đi nhá, bỏ đi mà làm người em nhá, đã không có kỹ năng thì không thể làm mà đủ được. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chơi cái khẩu tiến lên MP10, và bây giờ mình sẽ gọi là chơi thật là nghiêm túc em nhá, để bây giờ mình phải lật cái kèo này, không thể làm mà để chúng nó đẻ trứng được. Đấy, ok nhá, có lựu đạn rồi này. Tôi đẩy ông phía bên phải, anh em nhìn thấy không? Ô, vãi cả trưởng luôn. Hay vãi trưởng luôn đây, mình sẽ giúp núp ở phía góc tường này, đợi cái địch dâng lên nha em nhá. Còn anh em nghe câu chuyện là há miệng chả sụng nhờ. Đây, anh em nhìn này. Nào mày ra đây. Mày ra đây, ok mà cũng đầu tiên luôn. Thanh niên thứ hai, à mày chỉ thua. Mày chích cả giáp, chích trước mặt anh là láo thật đấy nha. Quả này là mấy ông không bao giờ gỡ nữa đâu, hiểu không? Mấy ông chỉ có cơ hội một lần thôi. Nào ăn quả lựu của mình đây bạn ơi. Ui rồi vẫn chạy được cả. À, có vẻ như thiên nhiên là chạy ra phía đằng sau rồi hay sao ấy. Nào mình sẽ móc vào phía đằng sau nhá. Mày đâu vậy? Tao thấy biết rồi. Mày rồi, một thiên nhiên đốc. Úi đâu. Đằng sau vẫn có người à? Mày đây. Ok, một thiên nhiên nữa đã hạng hùng rồi. Quá là đơn giản luôn, thiên nhiên cuối cùng của chúng ta đâu rồi. Cuối cùng trong trận đấu này, ông này đang đúc đầu đây rồi. Vậy là chúng ta đã thấy được vị trí thiên nhiên cuối cùng rồi. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu em ơi? Giời ơi nhá. Ok, quá là đơn giản luôn. Vậy là chúng ta đã gọi là chiến thắng ở cái trận đấu đầu tiên rồi. Rồi. Em thấy không, mình bắn nghiêm túc cái là trận đấu nó gọi là thay đổi cục diện hoàn toàn luôn. Chơi nó phải như vậy mới là chơi chứ đúng không anh em?
Ok, và ở cái vào đấu tiếp theo thì mình sẽ mua những trang bị đấy là lựu đạn bom keo cũng như trang bị nấm. Đây là những trang bị không thể là mà thiếu khi mà chúng ta gọi là solo 1v4 được em nhá. Mà tại sao mình lại nói solo 1v4? Bởi vì như các bạn đều thấy ấy, đồng đội của mình bắn gà vãi trưởng luôn, toàn mình gánh team nãy giờ rồi, việc gì đến tay tôi em ạ. Khổ thật ấy. Đấy, thì bây giờ là cứ để cho mấy ông đồng đội dâng lên trước nhá. Lên đi bạn ơi. Bắn tôi làm cái gì? Giữ đạn ấy tí mà bắn địch, không tí nữa lại để cho tôi lút xác ông cho lẹ nhá. Thế cho khoán thế thôi nhanh. Ok, vậy là bây giờ cả hai team vẫn đang đều nhau từ là về số người các thứ luôn anh em ạ, không có một thanh niên nào AFK cả. Ôi giời ơi, đội mình mở màn bằng hai thanh niên hạ ngục luôn. Mấy ông chơi thế này mà giết tôi à? Sợ vãi chửi luôn. Từ từ, tôi sẽ lùi về phía hậu phương luôn nhá. Hậu phương vững chắc anh em ạ. Đó, chứ không có chuyện là đi chung với thằng kia đâu. Trông thằng kia nó cứ kiểu ngu ngao ngơ kia thì nó kéo mình chết cùng thì bỏ bà luôn anh em ạ. Đấy, mấy ông thấy gì chưa? Tôi nói là chỉ có chuẩn thôi, đúng kiểu là cháu của Giác. Cháu có ra cái lượng, ra cái dự đoán là bình thường là sẽ toàn sai, nhưng mà lần này chắc chắn là sẽ đúng rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi thằng kia nó ra đút xác nha. Bởi vì như mọi người thấy đấy, đấy, hoặc xác trước mặt. Mày chạy đâu? Nào, mày lại. Mày đây ơi, trời ơi, định bắn thanh niên ngồi kia, nhưng mà lại có thằng khác nó nhảy ra. Mày chích thua, mày định chích à? Mày đây, mày định chích này em ơi. Một thằng nữa, mày ra đây. Mày ra đây, tao lại sợ mày quá cơ. Ok nhá, thì cuối cùng trong vào đấu này đâu rồi. Gạt do thằng ấy luôn, không thể nào mà để nó đẻ trứng được. Ok, hai kill rồi, quá đơn giản luôn. Thế nên cuối cùng chúng ta đâu rồi, không biết đâu, ông này đang gọi là núp ở cái vị trí nào nữa. Ui rồi, ông này một đống hòm xác à, một đống đồ trong hòm xác của ông này luôn, quá là ngon luôn, quá là tuyệt vời luôn em ạ. Đâu rồi, cầu lựu đạn luôn này. Đâu rồi, người đâu rồi, chắc chắn là qua chỗ này phải người đây rồi. Vậy là chúng ta đã thấy được vị trí của thế nên cuối cùng ở ngay phía trước mặt mình rồi, không đi chạy đi đâu mà xa mọi người ạ. Đây rồi, mày ra đây, mày ra đây em ơi, mày tưởng mày chạy được hả em ơi? Mày chạy đâu khỏi nắng em ơi? Nào, đâu rồi, ra đây, đây rồi, nào. Mày à bữa ấy, ok, vuốt phát vào đầu luôn. Chạy mà chạy đằng trời bạn nhá. Và vớ vẩn, tôi đã ở đây chỉ có định nghĩa là gánh team thôi. Kể cả team của tôi gọi là nốc quét ấy, tôi một mình vẫn, một mình chấp tớt, anh em hiểu không? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái ván đấu thứ ba. Chắc chắn là ta vẫn phải tiếp tục là chiến thắng trong cái ván đấu này. Chứ nếu mà địch và chiến thắng cái là coi như gọi là tèo 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 luôn anh em ạ. Và bây giờ thì có lẽ là mình vẫn sẽ để cho những người đồng đội của mình dâng lên trước. Mình vẫn sẽ làm hậu phưởng phía đằng sau thôi. À, cái kiểu bắn của mình ấy nó chỉ phù hợp khi mà anh em chắc chắn về khả năng bắn súng của mình ấy, à, và khả năng gánh team của mình ấy, à, thì mới chơi được kiểu này thôi. Chứ ui giời ơi, mà team của bạn ấy mà kiểu nó bắn quá căng luôn, mà đi 4 thằng với nhau luôn thì chắc chắn là mình không thể nào mà chơi được. Cũng là 4 thằng cầm tiểu điên nó xấy tóc mọi người, mình có mà chạy đặc trời luôn em ạ. Nói chung là khó lắm, nên bọn này phải đi tách nhau ra cơ. Đấy, à, ok nhá. Ô, mình làm quả hai quả lựu như thế này, thế mà không chút thằng nào cay thế nhỉ. Tốn hết cả lựu đạn với cả lựu khói. Ơ, trận này đội bạn cả lật kèo cả. Ui giời, thôi xong rồi, mạng này của tôi rồi. Mạng, ui giời ơi, mấy ông bắn nhanh thế. Bò lạc ấy rồi. Mạng này của tôi rồi chứ có gì nữa. Một thằng chích thua, chích thua. Nào, chích này, nghiện là dở rồi bạn ơi. Rồi ơi, chơi thế này mới là chơi chứ đúng không? Ai, vậy là bây giờ chúng ta đang đến với cả cái ván đấu quyết định ở trong cái gọi là chế độ tử chiến đấy rồi em ạ. Thì bây giờ là mình sẽ mua những cái trang bị cần thiết thêm nhá, như kiểu là lựu đạn và nấm này không nào mà thiếu được rồi. Đó, thì ở cái bản đấu này sẽ khá là căng ấy. Bây giờ mình sẽ không làm hậu phương nữa, mình sẽ quyết định là một mình chấp hết. Mình sẽ gọi là một mình dâng thẳng lên phía đằng trên luôn anh em ạ. Không cần phải đồng đội làm cái bia đỡ đạn làm cái gì nữa. Trông mấy ông ấy suốt ngày bị nốc, trông thương vãi trưởng luôn. Suốt ngày phải nhìn màn hình tivi của mình mọi người ạ. Thương vãi đái luôn ấy. Đấy, nên là bây giờ để có thể là khắc phục tình trạng này thì bây giờ chúng ta sẽ dâng lên và clear nguyên hết cả team địch luôn anh em nhá. Không thể nào để đẻ trứng được. Dâng lên nào. À, bọn lại dựng keo lên này. Đấy, thấy chưa? Nút 6 quả keo nhá. Chờ nó lên cái là bắn này. Mày ra đây. Mày ra đây, đúng rồi. Mày ra đây nào em ơi. Ok, mà thi điên luôn. Mạng của đầu tiên luôn. Mày ra đây, chạy đi, chạy vào trong cứu á. Ai cho ông cứu hả? Vẫn còn 3 thi điên nữa đối bạn đúng không? Đây à, bây giờ chúng ta sẽ chơi cái trò khác nhá. Đấy là móc vòng phía cửa sổ này. Chỉ làm một lần cho một cái coi này. Đấy. Đấy, xem có thằng không? Có thằng ấy. Cái cửa sổ này. Mày ra đây này rồi. Sao mày ngu thế hả? Rồi vẫn ngồi đấy chờ tôi được. Không hiểu kiểu gì luôn. Sổ ôi, khó hiểu ạ. Chích này bạn ơi. Dám quay, gọi là quay mông vào mặt mình, chống mông vào giữa mặt mình cho đấy là chích thuốc à? Láo thật đấy. Ok, vậy là đội bạn chỉ còn duy nhất thế đến cuối thôi đúng không? Để đi cuối đây rồi. Bạn này sẽ thuộc về mình rồi. Mày ra đây. Nào, mày ra đây em ơi. Mày chạy đâu. Ui 75 máu thế mà vẫn chưa chết. Mẹ thằng này số hên thế nhỉ. Nào về chạy ngang qua sổ đấy. À thì bây giờ rồi. Mày đây rồi em ơi. Mày chạy đâu con lợn này. Mày chạy đâu. Vẫn dư ca có hỏng keo à. Mày chạy đâu em ơi. Ok nhá. Cuối cùng chiến thắng rồi em ạ.
Và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe YouTube, và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá.